Hello, xin chào tất cả các anh em đã đến với kênh Phong Emo. Thì hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho anh em một chương trình airdrop của cái đồng bắt coi nha. Thì đây là một cái đồng coi của của Trung Quốc luôn ha. Thì hiện tại á, À, những cái đồng coi của Trung Quốc đang rất là hot ông nha. thì um, hôm trước mình có làm cái app đào coi comment ha. thì anh em nào đã có cái coi comment thì có thể là lên cái sàn m đó, trên anh em có thể vào cái ứng dụng MetaMask á, anh em vào cái trình duyệt và anh em vào cái phần m com á, anh em có thể là sự web trên đó được rồi em nha. thì đây là một con coi cũng rất là tiềm năng nha. nó hiện tại đã list sàn dead rồi. Đó, và anh em khai thác được đủ mình rút thì anh em có thể rút và anh em swap sang trang đồng co khác luôn ha Rồi, thì đầu tiên anh em sẽ xuống phòng mô tả video kích và link đăng ký ha Thì nó sẽ ra cái màn hình giao diện như thế này Thì uh, để anh em dịch sang tiếng Việt anh em bấm vào chỗ ba gạch này, ba chấm này Anh em bấm vào chữ dịch cho mình nè Hoặc là anh em có thể sao chép nè Anh em dán vào cái mục uh, Google Chrome Rồi, đó nó dịch rồi đó ha Đầu tiên ở dòng đầu trên anh em sẽ dán cái địa chỉ Heco À, ở cái ví metamask à, anh em vào cái ví metamask tạo cho mình một cái màn ví heco ha sau đó anh em dán vào anh em mở ví metamask lên ha đó thì đối với những cái keo aerob như này á mình khuyên anh em là nên tạo ra một cái ví dương à, chuyên, chuyên dụng cho aerob ha anh em có thể vào cái mục ba gạch này anh em cái phần à, anh, anh em tạo cho mình một cái ví anh em bấm vào cái đây nè đó thì đây nó có rất là nhiều cái ví ha mình tạo Thì anh em có thể bấm chữ tạo tài khoản mới nè Đó Thì nó sẽ lập tức tạo cho mình một cái ví mới luôn Đó sau đó anh em sẽ đặt tên Là ví dùng chuyên cho Airdrop hoặc là ví phụ hay như nào đó ha anh em Anh em nhấn vào đây anh em sửa tên lại là xong nha Đó Kể cả bên Vtrade cũng vậy ha rồi Thì đầu tiên anh em vào cái phần ví sau đó anh em bấm cái đây nè anh em chọn cái ví là Hecomanet Đó thì anh em nào mà chưa có cái mạng Hecomenet này á Thì mình nói luôn là anh em bấm vào dấu ba gạch này Sau đó bấm vào cài đặt Đó anh em bấm chữ mạng cho mình Sau đó anh em bấm chữ thêm mạng ha Thì đây nó sẽ có những cái thông tin của của mạng ha Tên mạng URL mã chuỗi ký hiệu URL trình phải khối Thì những thông tin này mình cũng sẽ để dưới phần mô tả video À, hoặc là anh em nếu anh em copy không được thì anh em vào cái phần nhóm telegram mình có để thông tin mạng heco thì anh em sẽ chép tất cả các thông tin tương tự ha anh em dán vào ở những mục nội dung tương tự nhau thì anh em sẽ bấm chữ thêm cho mình nha đó thì sau khi em bấm chữ thêm xong thì nó hiện ra cái anh em đã tạo thành công một cái mạng ví là heco đó sau đó anh em vào phần ví anh em chuyển thành cái mạng ví là heco cho mình đó như vậy là xong ha rồi để copy cái địa chỉ anh em ấn vào ngay chỗ đây nè anh em sao chép sau đó anh em quay lại cái app ha. anh em dán vào đó giờ yeah, thì đây là cái địa chỉ ví hay cô của anh em tiếp tục ở cái dòng phía dưới này anh em sẽ điền cái cái mã dạy gấp tre cho mình nè rồi anh em bấm chữ đi cho mình nè nếu cái chữ này nó khó quá anh em có bật bật khang cái chữ khác đây ha rồi y k nè r đó sau đó anh em bấm từ đi cho mình nha đó thì ở kèo này thì anh em mỗi ngày anh em sẽ nhận được từ 20 cho đến 50 triệu cái đồng bắt coi nha rất là ngon luôn đó thì hiện tại kèo này nó chỉ cho mình đăng ký uh, tầm khoảng 10 ngày nữa thôi ha ma 10 ngày nữa cho nên anh em nào đã xem video của mình thì tranh thủ đăng ký liền cho mình ha những cái kèo này là kèo ăn ngay luôn nè ma anh em đào được bao nhiêu là có thể là lên sàn mà và swap ra tiền luôn đó thì đây là cái giao diện trên con bắt coi đó, anh em thấy không? Bác đã ra mắt trên sàn MDS nè, đi đến giao dịch và xem dòng. Ở đây là thời gian trực tuyến 500.000 tỷ nè, tổng số tiền khai thác nè. Tổng địa chỉ khai thác là 10 16.694 ha. Thêm địa chỉ ngày hôm qua, thêm địa chỉ ngày hôm nay. Đó, thì giới thiệu khai thác nè, sao chép nè. Thì đây là cái phần địa chỉ hợp đồng của nó nha bát chính thức bắt đầu vào ngày 14 tháng 11 khi tham gia đăng ký và mỗi ngày click vào check in để nhận ngẫu nhiên bát theo cấp độ luật đăng ký càng nhiều thì cơ hội nhận được số tiền càng lớn ha đăng ký người dùng chỉ mở trong 30 ngày đó anh em lưu ý là con này nó chỉ cho mình chỉ trong 30 ngày đăng ký thôi còn anh em nào mà đã đăng ký chậm thì nó sẽ không không đăng ký được ha người dùng đã đăng ký sau 30 ngày sẽ tiếp tục khai thác cho đến khi khai thác được bát trong tất cả các nhóm khai thác mời người dùng khai thác để nhận 50% phần thưởng đề xuất của người dùng trong tương lai trò chơi NFT và các ứng dụng khác sẽ được triển khai để làm cho bát có giá trị hơn. Rồi, thì nhiệm vụ của anh em là khi anh em đăng nhập vào cái app này thì anh em sẽ bấm vào cái nút màu xanh bên tay trái đây. Thì nếu như nó hiện ra cái um, tiếng Trung Quốc thì anh em cứ bấm vào cái nút bên tay trái là được ha. Thì bấm vào nút bên tay trái để anh em check-in ha. Thì mình kéo xuống đây mình nói sơ luôn là phần thưởng rồi. Tình trạng đăng ký chứng nhận nè. Hiện tại là mình chưa có chứng nhận. Chắc minh ha. Rồi. Bây giờ mình. Ở đây là phần rút nè. Phần thưởng nè. Quy tắc phần thưởng ha. Bát nè. Người dùng thông thường có thể nhận. Ngẫu nhiên nha. Năm mươi. Hai mươi đến năm mươi triệu bát. Khi đăng nhập mỗi ngày. Mời một người. Thì em sẽ nhận. À, mời một người được chứng nhận. Và phần thưởng đăng nhập. Hàng ngày sẽ tăng thêm 5 triệu. Đó. Sau khi. Người dùng được mời, được xác thực thì người giới thiệu có thể nhận được 50% doanh thu khai thác của thành viên. Đó anh em nha. Đây, nó kêu là nếu phát hiện gian lận tư cách tham gia, nhận thưởng sẽ bị hủy bỏ. À, không nhận thưởng và tài khoản sẽ bị khóa nha. Phần thưởng danh sách giới thiệu. Thì đây là những phần thưởng mà à, những người mà giới thiệu nhiều ha. Ok. Rồi bây giờ mình sẽ vào tiến hành check in cho anh em xem ha. Đầu tiên anh em sẽ bấm vào cái chữ đăng ký và khai thác này hoặc là cái nút bên trái nếu là tiếng Trung Quốc ha, anh em bấm vào đây. Đó, nó hiện ra cái thông báo như anh em bấm chữ OK là xong. Đó, như vậy là check in xong ha. Thì anh em xuống phía dưới đây nè, phần thưởng của tôi nè. Đó. Phần thưởng tích lũy nè, nhận ngày hôm nay là được bao nhiêu? À, 31 triệu nha, 31 triệu 038 nghìn, 569 có nghĩa là phần thưởng này anh em nhận ngẫu nhiên nha Đó, Anh em có thể nhận từ 20 cho đến 50 triệu Đó, Nếu như anh em nào nhận 50 triệu là rất là ngon ha Hoặc là 3, 40 triệu cũng ngon rồi ha Đây là phần thưởng ngẫu nhiên Đó anh em hơn thì anh em nên nhận được nhiều Rồi Thì một phần quan trọng anh em lưu ý ha Để xác minh cái tài khoản này nè à, Để xác minh cái tài khoản này thì anh em kéo xuống phía dưới nè à, anh em kéo xuống phía dưới này nó có cái đường link nhóm telegram anh em bấm vào đó thì anh em anh em sẽ nhiệm vụ anh em là join vào cái nhóm telegram ha sau đó anh em sẽ gửi cái địa chỉ ví của anh em vào đó anh em gửi địa chỉ vào đó, để nó chắc xác thật cái địa chỉ của mình như vậy là xong thì đó anh em sẽ chờ một thời gian để cho nó xác nhận ha thì khi nó xác nhận ok thì anh anh em sẽ vào cái phần là tình trạng nè chứng nhận nè thì nó ghi là sẽ được chứng nhận ha đó rồi thì để mời bạn bè ha mời bạn bè kiếm thêm bát thì anh em bấm vào cái nút bên phải là cái nút mời mà kiếm bát này anh em bấm vào đó thì sau đó là anh em sẽ quét cái mã này để mình nhận cái đường link giới thiệu của anh em ha hoặc là anh em có thể là bấm sao chép đường dẫn này bấm ok là anh em sẽ giới thiệu bạn bè ha đó bát là một bộ sưu tập siêu lớn của chế độ chai minh lạc đà đó. mỗi ngày kích vào một lần để check in ha thì anh em sẽ nhận ngẫu nhiên bát theo cấp độ số lần check in càng nhiều thì cơ hội nhận càng số tiền càng nhiều nha đăng ký à, của người dùng chỉ có một, trong 30 ngày đó rồi anh em bấm cho đi đến giao dịch nè đi đến giao dịch đó thì ở đây nè nó đã list trên sàn nè à. rồi anh em bấm tôi hiểu nè sau đó bấm tiếp theo thì đây là cái sàn mds ha anh em giao dịch thì anh em bấm vào thì đây nó có luôn là đổi từ bát sang ht luôn ha ví dụ như mình gặp à, 31 triệu nè đó anh em thấy không nó vẫn ra được ht ha đây là quy đổi được rồi nè đó, anh em càng kiếm càng nhiều thì anh em sẽ quy đổi được anh em có thể quy đổi sang các đồng khác đó hoặc là được quy đổi sang ht luôn nha đó rồi quay lại thì đây là cái phần cái phần là phần um, quy đổi thì anh em cứ đào cho thật nhiều ha sau này quy đổi sau anh em có thể vào cái dòng anh bấm vào xem dòng thôi vậy xem dòng này đó anh em bấm vào ai ngược đi nè đó anh em thấy không thì đây là cái biểu đồ của cái đồng bát ha hiện tại nó giá nó, nó có một khúc khúc nào đó là sẽ một chút rồi bây giờ nó tăng tăng lên lại, lại ha đó đây là cái dòng giá rồi thì để lấy link kênh ha anh em sẽ anh em kéo xuống đây nè nó có cái địa chỉ hợp đồng tuổi hobby ha anh em nhấn và anh em sao chép nè sao chép sau đó anh em vào ví uh, metamask ha đó sau đó anh em bấm chữ thêm token cho mình nè đó anh em dán vào địa chỉ vào và ha dán địa chỉ kênh vào đó anh em gõ một cái để cho nó ra cái 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 token ha sau đó anh em bấm chữ thêm token là xong đó, như vậy là xong ha. Hoặc là anh em có thể lên chết anh em ép uh, cái token này vào cũng được ha. Đó, nó vào rồi ha. Rồi. Bây giờ mình hướng dẫn cho anh em vào chết Anh em có thể là ép token này được ha. Đó. Thì chết anh em cũng tạo cho mình một cái ví chuyên dùng cho Airdrop ha. Rồi, sau đó anh em sẽ vào cái phần dấu hai gạch nè. Đó. Anh em dán vào. Sau đó anh em bấm tự thêm các đồng tiền mã hóa này. Ở mạng lưới anh em sẽ chuyển thành là à, mạng Hubi EcoChain ha. Sau đó anh em bấm tự dán cho mình. Đó, sau đó bấm làm xong như vậy là nó xong. Đó. Như vậy là é thành công ha. Đây. Ok, đó như vậy nè ha. Rồi thì để lưu lại cái trang web này để sau lần sau mình mở lên cho dễ ha anh em không mất công phải tìm thì anh em bấm vào dấu ba gạch này À, anh em bấm vào chữ thêm và màn hình chính ha đó sau đó là anh em ghi là đào coi gì đó ha đào bắt coi rồi sau đó anh bấm chữ thêm cho mình đó để lần sau anh em vào anh em mở lên cho nhanh ha sau đó anh em cứ dán địa chỉ vào và anh em check in một lần là được ha đó thì kèo này có thể nói là rất là ok em nha à, chỉ, nó chỉ cho đăng ký trong vòng 10 ngày cho nên anh em nào à, đã xem video mình thì anh em tranh thủ đăng ký liền ha cách thức đăng ký thì rất nhanh luôn anh em chỉ cần dán địa chỉ hay cô vào là xong ha chưa được một phút là xong đó ok anh em ha rồi video đến đây xin kết thúc ha anh em nào chưa đăng ký kênh thì đăng ký kênh cũng như là bấm nút like để ủng hộ video mình hẹn gặp lại anh em ở video tiếp theo